Này. Đi làm qua máy phát. Mà sao? Còn không có đỡ như này thì. Nãy giờ có lạc không? Nó lạc. Lạc cá. Giờ ăn chấm cái mắm á. Tắm này vô viên thiệt luôn á. Đi tiếp. Phẩm bây giờ đợi gà nướng xong nữa là đem vô ăn cơm thì thêm cho nó no này, hè cho nước mía à, nước chấm mắm không nữa dứt nó đẹp vừa xóa á. Giờ là gắp rồi, gắp vàng rồi. Ngon chưa? Đó. Em không thấy cảm. Ngon ngon ăn. Ngon nha. Chấm mì, chấm mì, chấm mì. Cơm nghỉ. Nắng ăn. Thơm thơm lắm lắm. Muốn canh đường với lại ớt rồi không? Giờ mình sẽ. Wow. Có tặng cắm rồi coi. Nói chung mà có nước chấm ngon. Mắm à. Đây, mắm ớt. Mắm đường mà. Cũng được, thử miếng dai không? Wow, ngon quá. Sốt. Đây là nước mía. À, từ từ qua cái miệng uống đã, từ từ dùm. Mà các bạn có cắm không? Có cắm không? Thôi thôi thôi. Nước cũng phía nè. Rồi móc vào.